gì cái len bảy này. Cái len không lẽ tôi xây đổ được hai cái nhà bé nhà mày. Mày quá là đứa con tỷ nè, xây nhà không có tiền này. Cho mày đem. Rồi cái tay. Làng cái làn của tôi mấy tỷ rồi. Cái này là gọi là làng nhà mày hoa điểm mày. Làng thú địt. Làng một cánh đây. Làng thú địt. Làng năm cánh. Làng ơi xin đừng cắt đứt dây chuông đừng lạnh lùng kêu. Cầm cái này thiệt ơi mà nói giá trị nó thiệt ơi. Nói cho chậu đây giờ mới bán ông Vinh ông anh 5 triệu à. Bán giờ mày bán tao tin nè. Bán mới tin nha đậu. Giờ tin tao coi. Ông đang chạy vô ông đi xe xe con xe hao vô ông chạy vô đây ông lấy. Ông lấy vô đang lấy. Ủa cao tiền mày. Đây sao miệng thui dữ à. Cao mày nói dám mày. Ta làm 5 triệu. Nói sao mà mày nói ra tin hết vậy mình. Lâu xưa là cái này một tiếng rồi quá. Đỏ quá. Lấy gì? Mày hồi xưa uống nước chè vô. Từ đừng chết anh quá. Cho kìa, mày nói vậy hồi xưa vậy tao xuyên không lại năm 1945 cái tao bán cái làng đây mấy chục km đất. Mày nói gì vậy? Ngày sao vậy? Ngày xưa một cái làng là một cơ nhà là 100 triệu thôi chứ không sao. Mày nói làng độc biên hả? Làng độc biên? Bỏ la làng tài biến mà làm gì có cái giá đó. Làng độc biên, bỏ la làng tài biến mà làm gì có cái giá đó. Làng tài biến là làng gì ông nào? Cái làng này nó kêu làng độc biên. Làng này ông có tao đó đâu? Không. Đúng rồi. Không phải cái làng này giờ thành độc quỷ đâu. Đúng rồi. Không phải cái làng này giờ thành độc quỷ đâu. Làng thành độc quỷ đâu. Đủ mấy sao. Mấy anh em mình nhìn vô mình nói chuyện thôi nha. Mình cấm rồi vô cái làng của em nha. Rồi mấy nó giá trị lấy. Mình đủ cái đó. Nhây. Mẹ mày làng mẹ độc quỷ làng này. Mẹ mày nói giết mày liền luôn. Cú đồ sứ. Thề điên nha. Ông bị ghèo bởi điên. Trong cung chứ không. Nó kêu cú đồ sứ rồi. Ông lính nói sao đúng là sứ. Ta bị liệu. Mấy thằng quần dè đây sao nó làm. Ê mình làm đó hay sao. Má bị liệu nó luôn mày. Bà cha ông kia ông mày điên hay sao ông quắc. Quần ra đó. Ý là ta kêu mình mà cả người nhột. Ba năm mình. Mất mốt mày. Cái liên quan á. Cái đấu. Cái dân cha. Chỉ ai làm gì. Mày giao khách nào mà nói thiệt vậy. Thằng nào mua thằng đó. Mà lan hoa đây đẹp vậy chứ. Thằng ngu nào mua vậy. Chúc giờ ông đem tiền. Do bữa giờ tôi nói là lan tiền rồi má không tin đúng không. Bữa nay tôi đem ra đây chuẩn bị ông đi xe con vô cầm bà vô. Chúc mày vô là tôi biết. Đó chúc mày vô là mình biết. À. Ô mẹ mày nói cái miệng mà, ai nói được ai quất đúng không? Cái lá là chúng cái lá. Mày mình thường cúng trên bàn thờ với ta. Cậu bảy nghe cậu bảy có lan ta lan này. Nhà cậu bảy lan đầy này. Cái hội gì lan. Cái giá trị đây cậu nói cậu bảy nè. Cái lan của tao á là cho cái lan mà cái lan ông lan thú địt nè. Cái lan ông lan thú địt nè. Cái lan thú địt làm gì? Đi mày. Cái lan bự anh biết cái lá lấy gì đâu á. Cái lan mà làm như cái mưa vậy sao mà nó bự vậy. Sao vậy? Lan nào bự là trâu. Hầu ông anh ta này ổng nuôi một cơ nhà này là 100 triệu ông rải phân bằng cực chó không mày rải cực chó ông rải nếu người ta sành không nếu vậy nó muốn làm tốt người ấy nói chuyện muốn kỳ vậy hồi xưa anh nuôi lan thì nếu nó nếu là nãy sẽ bứt kho liền lan là chưa hồi xưa anh lan đúng rồi đúng giờ cái chậu lan còn chậu không nếu còn phân đổ máu ăn hết đúng không anh cứ cắt giải này quá alo cái quán Hương Việt đằng sau ngay chỗ anh đi hết cái đường ngay chỗ cái bệnh viện nó đi xuống bệnh viện anh thôi á ông đi đánh vô bệnh viện luôn cái chỗ rồi đỡ nói chuyện đúng rồi chạy vô vô phòng cấp cứu anh chạy vô làm đó em đón mấy anh buồn để ra làm anh à làm anh mà cứ dẫn rồi dẫn nghe quá ông biết mẹ vậy ra ngày xưa cái dưới ông biết gì ông quá biết không quá chứ thằng chó nó mua nó mua làm mày em ngầu cợ cho em giao dịch tiền tỷ tiền tí này tiền tí gì mình mày rửa tiền làm biết quen mình ủa sao không lâu tới vậy mày đang đi xe hơi tới vậy là mình theo chị xe hơi bữa nay nhớ cái toilet nó sao không đi yếu nó sao lâu nó sẹp lốp thì đang đẩy thì xe ổng xe ổng nó đẩy vậy hết sức nó đã đẩy như gì thì xe hơi ổng kiến được mấy cái đinh nữa nó xe ra đây đây cũng ba số xuống đây nó nguội mấy rồi đi đi ông đi rồi ông này nhà hàng giàu vậy là thằng đó nó sợ lan mà lan tụi bậy nó hí kêu đâu à, nó mua đâu đi gần tới luôn rồi ông sợ cái lan của ông Bình là giống như lan cho Điệp với thằng Điệp nhắc đi không ông đi ổng đi ra chùa thì ngon rồi anh em đúng nói chung là mấy mua lan nhà cái chùa mày có ông kêu ông ta cũng chùa ông về lên chùa cúng chùa sao mày có ổng ý ổng đi tới chùa thì ngon rồi ổng đang tới anh em cứ ngầu bình tĩnh mà bán dân thích bên tợ luôn ấy đầu mấy anh bị dở cái mày nói con đồ yếu á đầu mấy anh đi ngầu ấy mẹ mấy làng mà nó nói đi đi đâu ok thế, ai thèm nó mượn mày đi đâu mày công nhận cái làng này nó có cao rồi ừ. Quần ra ông lớn mà sao ấy làng hoàng không em nhớ cái thằng đồng biến của nó không em dứt lên dài dứt lên dài còn hai ông cái điên này cái hàng dẻ này nó lớn dẻ cái đều rồi mà sao như cũng dứt vậy ta mày mẹ mày
đi người sao đưa, đưa đưa đây mày mày nghĩ không chứ mày nghĩ cái làng này là có giá trị không mày mày nghĩ nó hoàn thiện quá đúng chưa đủ mấy thiếu nước cái sao rồi ấy lấy nước xanh là mấy xanh để đâu rớt máu ngầu thấy chưa mấy mà coi này mày mấy đủ làng nó đẹp gương mày đẹp ngầu mày cho nó sụn lé cái làng này là cái làng gì gọi là cái làng gì làng đột biến làng nãy nó nói ta là cúc bạch à cúc là lem ngón ấy à lem cánh á đẹp quá cúc lâu cúc lâu cho cúc vậy chỉ cái đây là phân thuốc sao cậu không biết con tức chuyện đó mà sao biết về tao cho làng mà biết ông đậu ông đậu ông cho làng mà làng mà anh hỏi ông nè bây giờ tao nói mày á riêng về thuốc á là một tháng xịt một lần còn phân á là cứ sáng là rẹ bật chim lái luôn là tốt cục đủ nó bị ghẻ lan người te đồ mới bán một tí mẹ tao không tin nãy giao dịch 4-5 triệu ấy là nhưng mà anh lan mà anh hỏi cho em bị ghẻ đâu phải hỏi trứng thúi đó anh ghi mỹ ghẻ đúng máy mày nói lẹ mày vậy vậy giờ giờ tao hỏi mày lẹ chó kiếm ai kiếm tao kiếm chú hai đủ mấy mày vui sao mà không hoài mày nói em chó tự nhiên nó rơi chứ kiếm ai ông mấy cái sao cũng dục anh tự nhận cái làng này phân thuốc tao thiệt mày nếu như mà tao có 5 triệu tao cũng khùng điên tao ba tiền cho tao quên rồi te có tiền khi mà nấu nhiều đầu á đúng rồi nấu mày muốn chơi cây mấy người mà đam mơ là nấu này kinh tế thị trường tiền đâu mà không vậy 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 nói vậy tao quên có cái cây 5 tỷ sao 5 triệu mày làm tí mày mà 2 triệu tao lấy tỷ đâu cho mày bỏ ra mày chứng minh trước mặt ông chỉ có biết đứng gạt thúi ông 2 ngàn chứ ông có biết cái đó 5 triệu vậy thôi tao bỏ 2 triệu ông có biết cái gì đâu mà 5 triệu tao bỏ 2 triệu nó xém vàng mày chứ kiếm ai anh vào làng này em à đúng anh ta lấy lan hay à lấy cho chỗ bình ở giao anh à bình ông bình mới đang đi ủa sao cái mẹ ông trong làng này sao chúng ăn trộm như mày trộm mấy ngáo ngáo bình nó mới đang đi mà nghỉ im ông coi lan mà ông nói chuyện bình đâu à đúng á mấy chuyện anh thì lấy lan tại cái làng anh quá bốn triệu ơi thằng bình nó nói anh 2 triệu mày hả không không được cái chuyện gì lần nó bán 2 triệu hả thôi bây giờ đến quá chứ ê đâu coi coi 2 triệu mày hả 2 triệu mày hả sao đáng bình vậy coi đỡ hỏi lại bình đi chớ kìa nó nổ nổ thôi 2 triệu ấy 2 triệu lấy anh nói 2 triệu hả mấy ăn quần nó nổ anh kiểm tra là ăn cái rồi không làm gì mày đỡ anh kiểm tra chứ 2 triệu ấy không có nghĩ gì hết anh coi không nghĩ gì hả cái chậu đen là rất đẹp mà sao anh ngu vậy anh bỏ tiền hả mua lan sao à tao lấy tiền luôn nha anh nói cái câu gì anh quá giờ là giờ em giao cho bình ấy, dạ anh đưa tiền cho ông. À lấy tiền giùm mình luôn anh. Nó mới gọi em nó kêu là đưa tiền cho em luôn. À vậy 2 triệu chốt 2 triệu nha, chứ sao mới vô nói tôi 5 triệu. Dạ mà sao ông chấm vàng anh đỡ mua làng uống. Bình giỡn bình nó giỡn. Ờ vàng này mét quá anh. Quay tính tiền kỹ lưỡi quá. Mấy vô đèn hoàng đi. Mấy vô đèn hoàng đâu. Đem thùng cho anh đi luôn. Không, giao em đi, giao em đi. Anh bảo có xe nha, còn hiếu á. Giao em đi. Giờ ai đại diện lấy em đại diện quá. Đó là đại diện cho ông Bình nha. Mới gọi sao muốn gì cậu má tôi lắm luôn. Tiền dành như vậy, tiền của mình mà dành như vậy. Mày nha, chốt nha. Không. À, cảm ơn anh. Để đi anh. Để nha, kìa. Mày nuốt rồi. Mấy người tao. Cái này quá. Anh làm gì vậy? Chết tiền của ông Bình mà anh làm như vậy? Thì mày này. Mày bị tiền tao chưa tao nó nói tao dài mày muốn cùng mình làm được không thôi hồi nãy nó gọi tao nó nói dài vô đủ 5 triệu nãy 4-5 triệu mà giờ còn 2 triệu ừ. Mình nó nổi với làng gì cái vé đó nữa mày nuốt cùng mình là nuốt không trâu mày hiểu gì chia ra anh em ngầu đây đỡ tao chọn thằng trăm đầu tao giờ có gì tao ở tù cũng được cái đồ mày bé 2 triệu mà 4 thằng chia quá chia điều thằng nào mà đeo mày vừa mẹ bây giờ tao hỏi mày chia điều không ông liều đó coi à. Mày nuốt mát ngấu không hồi nãy em đưa nhiêu mày 2 triệu hai tiền tre mày chỉ cho hay 2 triệu vậy chứ ông đưa cái triệu rưỡi à không giỏi đi à tính mẹ nó đến nó ném nè 2 triệu vậy chứ thằng 700 mẹ tôi lấy tôi ở tù vô ở tù hay sao chú lớn rồi nuốt mất vậy chú lớn ý quyền cho em muốn đi anh ý quyền em quá đúng không muốn đi cậu muốn đi cậu muốn đi cậu muốn đi cậu ý quyền nha bây giờ sao chia ra chứ sao đâu đó 700 tao 700 ở Mỹ trên tao còn quần thiết chứ là 2 khối mẹ trời ơi dạy tôi vô mét à dạy tôi chưa thiếu tôi đi ăn bòi dạy tao có 2 triệu mà chưa nên tôi không có nói nhiều đây tôi đang quay hết rồi đây quen dùng mặt chó nữa em quay hết rồi đây ai đi ông đồ đánh cho mày bình đi ăn bình coi coi tao rửa chia rửa chia 4 thằng luôn vậy không là em đưa cái clip này lên cho mình nhớ đầu nó xem giống ai nói hả nó đây đây anh hai đấy thằng em sĩ rõ ràng từ 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 chia nữa cái gì vậy mẹ uống nè cáo nè cũng mẹ ơi quán cà phê rách áo nè trăm rưỡi ngày ai mấy em uống cà phê rách áo vậy cô được mày lấy tiền này đi mua tụi mày người nào ai cũng có không không đưa nó đụng cái chết tao vô gặp vô mấy tao đổ hàng luôn mày kia mình vô mình vô mình vô mình vô
Hả? Đây Lan mà ai đâu biết mà hỏi ta mày. Hỏi quá kìa. Hỏi quá. Hỏi gì mày? Cá nào đâu nè. Hỏi quá kìa mà nhìn ta đây. Đây là một cái trôn nha, cái cây trà giao cho người ta đổ lấy tiền trong cái trôn chút nữa vô tụi bao uống trà nước uống cà mò. Không, hồi nãy ta thấy con chuột nó nói tiếp theo rồi kìa. Đừng nói chuyện đồ mày. À, hồi nãy con lấy cái này đâu. Anh em ngồi chơi nha, tôi vừa nấu con mình đây cũng vừa tao. Tao tao vừa em biết rồi. Tao vừa chở mé đi bông. Thôi. Thôi ông bình ngồi chơi, phía ngồi chơi, tao vừa chở mé đi bông. Tao biết rồi. Ông đừng có độ má mày. Ông lấy ông cả ra, ông lấy người. Tao không có lấy mà lục người. Làm đó. Chứ lỡ mà lục. Đâu lấy ông lấy ông cháu. Bây giờ có được không? Mày lục người tao. Sao đâu, anh nào lấy? Anh bóp á, anh bóp á. Bóp rồi. Anh em ơi, hôm nay tìm chuộc ông mua em này. Tiền lang, hai giờ, hai giờ. Tiền lang, tôi ra quýnh nữa. Đúng rồi. Quýnh cái đám nữa luôn á. Tiền lang á, chú ông đưa hả? Tắt cái đồ tiền lang. Em nói gì hả? Con không tin hả? Mày điện ông anh kia để mày biết chứ. Ai lỡ mày biết chứ hỏi gì? Mày hỏi tao. Ông anh không nhận đâu. Nó chi ở đâu? Ông đưa 200 ngàn à. Mày thế nó đi chứ mày làm gì mà cứ chứ giữ áo đụng mày quá. Rồi mày cái làm rồi ra. Mình hỏi alo. Anh gần đó chưa? Quay. Cái gì? Cậu phộng. Cậu phộng gì ai biết? Ông lấy đang đâu? Chứ sao anh đưa mấy cái chi? Ông công nè, mấy ông công nè. Ông kia ông đưa ông đâu. Đậu má ông đừng có đưa đâu mà đưa mà tiền đâu mà tao lấy đưa cho ai mẹ này tao chuyên em tay nhớ mình tao lấy cái ông đưa đủ không ai làm hết đó em không có lầm em không nói biết giờ vậy đâu đấy em lầm đưa cho ông phải ông bên ông nói chuyện giờ nếu vậy thì mày hỏi giờ mày điện ông đó quay lại đây hỏi thử ông đưa tiền cho ông nào đậu mắt tôi kêu ông lại là đậu mắt tôi bỏ ông luôn á mày điện lại đủ mày chọn im đây. À, anh đi xa chưa anh quay lại giùm em cái anh để mặt cái thằng mà nó lầm mấy cây nó lầm tiền anh á. Đấy đúng rồi. Ông quay lại nói chuyện. Ông quay lại ông mừng. Vậy bị ghê còn ai đâu. Bị ghê à chứ còn hai dưa đâu. Mất cái cây 5 triệu của tôi á chứ không phải đổ. Ủa ông mất hết đâu. Tôi nói luôn vậy á. Tao rồi bị mẹ. Ông chưa. Ai ơi chưa lý gì. Cho mày đi đâu mà đem thêm thiên chiến đụng mày nó đi miết nha mày. Đi vậy á tôi biết. Ông mấy này ông đưa nhiều vậy chứ. Hả? Ông đưa cái 500 ngàn hả? 2 triệu 2 triệu. 2 triệu. Đủ mấy sao nãy mà hô 4 triệu mà thằng tá đi. Đổ 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 mày chạy lại nó đừng ở chỗ nữa. Em không có lầm vậy đâu. Thiết nó lấy 1 triệu. Ông hai với ông mày đâu tôi cứu trong mày ông hơn chứ không biết. Ông hai với mày chứ người đi. Anh trong đây. Chỗ đây. Đây đây. Đây. Sao bọn em thách bách như em? Nãy anh đưa cho ông này, ông tiền 2 triệu á. À 2 triệu tiền lang nãy anh đưa cho áo cho mày à. Bây giờ mày. Nãy em mới vô. Chứ đưa 2 triệu cầm trên tay rõ ràng mà sao nó. Mày đi sao? Thì mày đi đây. Sao? Thì đưa 2 triệu đúng không? Em biết gì đâu anh. Anh đưa tiền cho em cầm trên tay em nói ấp giáp chốt hết rồi mà sao giờ nói đại vậy? Anh có đưa cho em không? Anh có đưa cho em không? Đưa cho anh đại này. Thấy chưa? Ông không có đưa cho em này. Con bị ghê nữa mà anh. Ông bị ghê với anh hai. Nghe bảo là nó là người cầm tiền trên tay thôi mà. Một mình anh lẫm tiền mà giờ anh nói tụi em là sao? Bây giờ có đưa tiền không? Tiền đâu tôi đưa rồi. Không có tiền nè. Ờ cái đó nè. Tao chia cho anh em đây nhỉ. Tôi không biết ai chia. Đấy em mắc ra mắc ra lời ra đủ đi. Em chia cho mấy anh vừa đó, anh chia mấy cái này với 2 lượng rồi 6, 7, 8 này còn 1 triệu 2 nữa. Còn 2 tiền tiếp nữa nè. Cái đồ tiếp là tôi đưa cho em đủ 2 triệu mà sao giờ còn có 1 triệu 2 đây là sao? Không có, thằng bị ghè dương 2 lượng lấy nó vừa trước rồi nó chạy mẹ không? Bây giờ em nói em đưa ra chứ thôi anh điện công an tới vậy. Công an tới, đúng rồi anh điện không em. Thôi anh làm anh là anh đưa tiền đầy đủ hết mà nói cái chứ tự nhiên không tôi bán hàng tự nhiên không ông lượm tiền của tôi chơi vậy. Đỡ tao nói con vợ là tự nhiên. Đó chạy 5 triệu ông lượm 2 triệu sao? Rồi không, đưa chi tao chạy xuống nhà bị ghè dương. Không có đi đâu ông điện trốn em. Tôi chạy bị ghè dương lượm xe đâu xe đâu. Trời em xíu em chạy xuống nhà. Em làm gì đòi đủ tiền cho ông Bình chứ còn làm việc kia đó là không được nha. Té lại tiền cho người té đi chứ. Nó hỏi gì ai biểu cái tổng tham. Tham là tham. Em biết tiền lượng như vậy. Anh đưa cho em 2 triệu em cầm trên tay rồi đấy. Thằng quần đụng anh ấy mà đưa mày ghe nó mà đi sao mày. Anh ấy không đưa cho mày ghe dương hai lượng đó đụng. Anh đưa trên tay em ra rõ ràng mà em cầm mà sao vậy. Anh đưa tiền anh đưa cho ai. Bây giờ ông đưa tiền không. Bây giờ ông có đưa mày chịu hai lượng không. Ông đưa cho anh rồi ông đưa cho ai biết. Nãy mày lộn nữa mà đụng. Em để lại đâu á?
Mẹ đâu đó tôi nợ cho làm gì rồi. Không bị bắt nếu có nợ. Khoảng 2 triệu của tôi ông lấy ông đưa ông lượm tiền ông đi phân phát người ta ấy. Từ thiện ấy. Thằng này này nó biểu tao lấy chia đây cho không. Thằng nào nói vậy? Vậy mày mày chị ơi. Ờ giải quyết nhân bình còn anh đưa tiền sao rồi? Mày ông lạnh mẹ chứ chuyện ông sao không chịu chuyện không? Lại rồi mà nói ai lại? Ờ anh. Mà thích chơi kêu chơi. Giờ mà thích con em mà thích chơi giang hồ. Mà thích chơi xèo hồi. Ông biết ông không? Thích không? Em biết anh. Mới đi tù khu là khu là tao quen rất là nhiều đấy. Em muốn tao rất là nhiều. Mà thích chơi kêu chơi. Em biết rồi nãy ông bị ghè vô ông lượm lấy. Quýnh lên mất, quýnh luôn mất. Tao kìa tao lấy ông mà muốn tao chào mày. Mới đi tù khu là tao lấy ông. Giờ muốn chào lấy ai chào mày? Đó thao anh. Cái tàu tụi hay nói mở cái mở bóng chết đó đó tự cái lại không biết ai là ai hết rồi mấy ông mới đi tù gì vậy mày đồ mấy người chơi của mấy ông mới đi tù ngoài ông kêu là anh mới đi tù gì anh mua cái lan đó anh trao cho nó tính anh nó không cái nó đã muốn là cải thiện đầu nó chơi lan đầu ông cũng muốn rồi nói đóng đóng tao không biểu tao nợ thì mày nợ trẻ mày giờ lại bây giờ kêu ông muốn tao lại quá chán cái mở nói vậy đừng nói không ai biểu? Ivy ông đụng mấy ông quay vô lại vậy ông quay lại vậy ông quay lại ông quay lại. Ivy. Dậy. Không có không có ông chỉ mệt không à? Ông quay quay à? Chỉ kèo chứ cái đầu. Anh ăn cho anh. Đầu mẹ tôi kêu ông vô nữa rồi ông quýnh nói sao? Bây giờ các bên đưa 1.2 cho em kêu lại em xúc á. Rồi tiền nghe chứ giờ lận tiền đâu? Có đưa chìa khóa ông chạy đi á. Đưa khóa là gì? Tao lấy tiền tao đem lên chạy. Bây giờ ông kia luôn ở bên mà đừng có tiền nào anh. Bây giờ anh nói bằng ăn chuyển của em 1.2 rồi. Đấy. Đưa xe tao đây. Mày mày cứ gỡ đi cứ đòi nhỏ tao chiếm tiền. Mày vậy tao đưa vợ anh ra 2.000 đụng mẹ tao tàn nó sao mình được không được giá mấy con được cỡ ba đứa con tôi tự nhiên chịu luôn nha tự nhiên thằng chó nào lên đậu mà quýnh tao vậy mày đậu mày đã biết mẹ đâu rồi điền ông lại mình kêu ông nói gì mày đang kêu thằng chó lại tôi tay ngang luôn rồi mà điền ông lại mình mà điền lại mình mà điền lại tụi tao quýnh cái mẹ luôn anh mẹ mà tụi tao đừng làm đi lần nữa mẹ đi tù đi tiền nào trở lại đâu biết rồi ông đi làm ông trong giang hồ đó ông nuôi quần ở làng thợ hồ á là ông mẹ giang hồ ông giang đấy gọi đủ má à bây giờ mà đưa chi tao tao chạy xuống nhà mấy cái gì hai lượng tao rồi bây giờ sao chi nào ông chạy về nhà luôn á tao ông giỏi thương vợ mày đó nè mày mất vậy tay nè quay ông á giờ vậy nè muốn cầm lái xe đây á bình nếu ông mà lái xe đây á thì mày kêu vợ tôi mình xích cái cổ vô ngay cái cây này chừng là lái tiền về đây à chồng thẻ đây à à đi bộ gì vậy chứ ngày anh không gì giờ sao giờ đi làm tiền nghe đó chứ không đưa em 1.2 anh có thổ quay lại ủa tao lại rồi hả đỡ có đỡ chè đỡ chè tốc độ nha đâu có điện đâu đỡ điện gọi bà ngân đậu mẹ không điện lớn lắm tao biết sợ giải quyết gì sợ chết sợ chết ổng mất tại ổng mất đi tù mày mà nói ổng rè tạo ổng rửa tao ổng mất đi tù mày mà nói ổng rè tạo ổng rửa tao đi ơi mình bên đi ơi mình hồi xưa ổng cao vậy được ổng trả ba thằng hả mình đi ơi 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 mấy là cái trời quất luôn bây giờ làm cái tàu đi tốn 1.2 cho đi mệt quá thôi mày cho tao mượn đi tao về tao chế liền mượn cái gì mẹ tiền chịu ai mẹ anh tới làm mượn đầu năm nào anh đưa anh quá nhớ kìa nó lấy nữa chứ mình tao thì sao đụng mình mà đụng mình tao không còn biết chắc mới kệ làm ông đưa con trai cho người ta ông làm tự nhiên nhiều chuyện cái đó là dài tay ăn tủ là anh muốn làm gì quá bà không đụng chặt cái kinh tay này mất đi bây giờ anh thấy không cái kêu không biết lấy cái tay ông mẹ kinh phải hay kinh trái em kêu ai biểu cái tàu dài tay ông có cái kiếm ông có cái kiếm là anh kêu ông làm một phát mày đấy cứ làm tiền quay lại rồi rồi bây giờ cứ mày đưa chìa khóa mày chắc đưa chìa khóa gì đưa con tao đi lấy tiền tao nhẹ mày tao đụng mày ông núp luôn ấy núp gì đụng đéo để em về nhà em có không lấy nước vậy mấy mày vừa được không ông thích ông tôi gọi ông quay lại á gọi đi sợ mày điện ông mẹ mình mày điện ông mẹ mình bây giờ mà tôi điện ông ấy đụ mấy tôi đéo đưa ông thôi mình đéo đụ mấy ông đưa ai không được ông đổ ông lầm tôi 1.2 mà ông giờ ông còn đại gia giang hồ em thích tôi gọi luôn thôi đỡ tao chưa mày đỡ tao chưa tao lấy tốc độ nhanh lên con mượn chi mà đi tiếp hả mượn chi mà đi chi anh cho anh đi mình đỡ chi em sao anh có chi được anh đi giờ ông còn chưa việc anh quá anh đang đứng trước à ông đứng trước à ông làm cái gì đứng trước đụ đè chân ổng luôn rồi quá tay ngang ổng luôn đi 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 ổng không đứng xe mô tô cho chơi chứ con đụ mấy sao đây đi mô tô rồi đánh đưa 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 mượn gì khó tao chạy về tao lấy tiền tụi đẹp tao xin đi vậy hả ông mượn xe trước á mượn xe trước á wow tụi mày mượn xe em đi cánh lượm lại đưa tiền mình nha em biết đây đụ mày cái mặt anh gian réo với bà dám đưa không nhớ
Ở đâu vậy Quốc? Đi đây. Không 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 có gì khó mà. Chị khó đâu đi. Tiền vác lại sao đâu? Lái xe lại. Được tao mượn xe, tao đi một chút, tao chạy lại. Không, chút anh mượn là đủ, anh đi, anh lên ghen kém rồi, ai lậm. Anh đi kém rồi, ai lậm. Nhớ, chó. Cái đủ. Dạ, chạy cái lậm xe luôn rồi. Chừng nào có tiền quay lại nha. Chó. Thằng má quay lại mất cái bánh không? Em. Mấy ông đi xuống lậm tiền mà sao ông đeo ngồi đây quá. Sao ông đi lậm tiền không? Cái đồ phép lập tiền mà sao đi ở đây ngầu kéo vậy? Ôi ngu mà bị nó lừa đâu chưa đem tiền rồi. Tự nhiên ai mấy cái ai dương lừa chạy về mình đâu ra tính tiền. Đâu vậy sao tự nhiên cái tiền của mình ai lậm chia? Đâu phải tiền của ông nội anh đỡ lại đâu mà anh chia cho người ta. Quá giờ đỡ người ta luôn tâm á. Giờ lắm. Thì đòi lại đi. Quá là thầy ngu rồi không biết. Thôi đi vô vô vô. Đi đi vô vô. Không ơi cầm đi. Thao đêm cho ông trả đi xuống làm thiệt đi. Đi. Thao đêm cho ông trả đi xuống lát nhìn. Jesus Christ, great.